sau khi Quốc hội thông qua các nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký và trao các quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Cùng dự lễ công bố và trao quyết định có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái và Lê Văn Thành. Riêng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang chủ trì công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam nên không tham dự buổi lễ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Phạm Minh Chính đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Chúc mừng các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước có quyết định bổ nhiệm hôm nay. Tuy thời gian nhận nhiệm vụ mới chưa nhiều, mới chỉ gần 4 tháng, nhưng tập thể Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu đã bắt nhịp, kịp thời triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp chỉ đạo điều hành, tiếp tục thể hiện một tập thể năng động, quyết liệt hành động. Mong các đồng chí thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 21-26 sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục những tồn tại yếu kém, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong hiến pháp và các pháp luật, xây dựng tập thể Chính phủ đoàn kết, năng động, quyết liệt hành động, nói đôi với làm, xây dựng bộ máy Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, liêm chính, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, cho dân và vì dân, lấy dân làm gốc. Trên cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 21-26 và với sự gắn bó trách nhiệm của một thành viên Chính phủ trong 3 khóa trước, tôi sẽ luôn luôn đồng hành, ủng hộ các thành viên Chính phủ để cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chủ tịch nước mong muốn, với quyết tâm chính trị, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao cùng kinh nghiệm công tác phong phú, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trước mắt là chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi cho được đại dịch COVID-19, sớm đưa nước ta trở về trạng thái bình thường mới, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Thay mặt các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của Chính phủ qua các thời kỳ, nhất là Chính phủ nhiệm kỳ khóa 14 đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ nhiệm kỳ khóa 15 sẽ quyết tâm tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước các cấp, đoàn kết, liêm khiết, kỷ luật, kỷ cương, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phòng chống dịch bệnh COVID-19 được coi là công việc quan trọng, cấp bách hiện nay. Để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, Chính phủ sẽ cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng nhau kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh bằng cách thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và nhất là thực hiện chiến lược vaccine. Chính phủ quyết tâm thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine với 3 mũi nhọn là mua được vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để chủ động sản xuất vaccine trong nước và tiêm chủng miễn phí cho toàn dân, kịp thời, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu đầu năm 2022, chúng ta cố gắng đạt được tỷ lệ tiêm tạo miễn dịch cộng đồng và không để lỡ nhịp so với các nước khác trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Thủ tướng bày tỏ, lửa thử vàng, gian nan thử sức, Chính phủ mong nhân dân vững tin, đoàn kết, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, để không phụ sự vất vả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ y bác sĩ. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ bằng mọi giải pháp, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội đã đề ra, bảo đảm đời sống cho đồng bào, xứng đáng với niềm tin, hy vọng và khát vọng phát triển đất nước của nhân dân.